ra tới đây. Tới đây là bên phải là công viên 23 tháng 9. Mấy tháng nữa đây bắt đầu người ta đổ cây, đổ hoa, rồi đổ cây mai về đây rồi trồng nhiều lắm. Rồi cái chỗ này hồi xưa là rạp Long Thuận rồi bà con. Còn cái building này nè là của ông Nguyễn Tấn Đời đó bà con. Ồ, đây là cái cảnh hút cống nè. Hồi xưa cái cao ốc này người ta gọi là cái cao ốc gì đó. Có một cái tiệm Mỹ Xuyên đó bà con. À, khu này là khu phố Chùm Đầu, phố Mã Lai ở Sài Gòn. Ở đây hầu như người ta biết nói tiếng Mã Lai nhiều lắm nha bà con. À. Đặc trưng cái nét mặt của người Mã Lai nhìn nó giống nhau lắm nha bà con. Mặt tròn tròn bầu bầu, mấy người phụ nữ á. Ừ, còn đây là Hà Tâm Mai Dân. Đó, nơi đây đổi tiền. À, chợ này là cửa Tây và Bến Thành nè. Đó. Xin thưa bà con cô bác, cái chợ Bến Thành này nè, không biết bây giờ còn không. Chứ mà trong mắt những người du khách đó, ở nước ngoài bà con, cái chợ này người ta làm YouTube người ta nói đây là cái chợ hàng giả lớn nhất Việt Nam. Đó. Hoặc là lớn nhất Sài Gòn chứ. Đó. Hàng Phất á. Chợ Bến Thành này là có nhiều cái để thứ nổi tiếng lắm. Điều ẩm thực cũng nổi tiếng, mà hàng giả nó cũng nổi tiếng. Có một thời gian không biết bà con cô bác biết không, ở chợ Bến Thành này là quản lý thị trường nó bắt đầu họ vô họ càng quét, họ đi kiểm tra thanh tra bất ngờ, họ bắt quá trời luôn bà con. Rớt cái tiệm nào là dính cái tiệm đó, đến nỗi mà dĩ nhiên là người dân ở đó người ta không dám mở cửa buôn bán luôn. Đó. Người dân đóng cửa luôn á, cái dịp mà cao trào mà coi như là tại vì quản lý thị trường đi vô kiểm tra bất ngờ đó, họ sợ quá họ đóng cửa hàng luôn. À, nhất là cái khu mà trên cái gì đó, cái khu cái trên cái gì ngoài cái quảng trường gì nè, quên bả rồi, Sài Gòn que gì đó đó, họ sợ quá họ đóng luôn bà con. À, họ nghỉ bán luôn. Đó là bà con bắt biết là cái hàng giả. Rồi mấy ngày nay nè, gần Tết nè, bắt đầu là xin thưa bà con bác, hàng giả nó là càng về nhiều nữa. Đó. Đó, gần Tết nó bắt đầu hàng giả nhiều lắm nè. Rồi cách đây mấy hôm mà trên toàn Việt Nam luôn á, các tỉnh luôn á, mà rớ vô tổng kho nào là coi như là mấy cái kho mà dạng như nhập để hàng đó để chuẩn bị phân phối á, rớ vô kho nào cái là trên 10 tỷ. Đó. Ở Tân Phú, Bình Tân vừa đợt vừa rồi cũng càng quản lý thị trường cũng hốt quá trời, hốt quá trời hàng giả luôn. Con đường này là ba mẹ cậu đang đi đường Lý Tự Trọng. Thì sự là ba mẹ cậu không hiểu sao người dân Việt Nam mình rất là buôn bán thì đương nhiên là mình buôn bán là mình phải có lời chứ. Nhưng chắc có lẽ bán hàng giả nó lời nhiều hơn nữa, cho nên mà phải chi họ bán hàng giả, họ nói hàng giả mà con. Họ mua hàng giả, họ bán hàng giả mà họ cứ rao là họ bán hàng thiệt không. Thành thử ra cái lợi nhuận họ nhiều quá. Mà mấy cái đồng tiền đó ba mẹ cậu thấy nó tán tận lương tâm quá bà con. Người dân mình nó làm cực khổ mà cứ đi làm vậy không. Thật ra cái tần số mà người nước ngoài họ mua đó, đâu có nhiều bà con đó. Việt Nam mình mua không đó, dân ta hại dân ta. Cứ rau, nhất là bây giờ bà con cô bác nào mà có mua hàng online trên mạng á bà con cô bác thấy hàng này là cam kết 100% là hàng chính hãng. Trong khi hàng chính hãng người ta 5-7 triệu mà bán hàng chính hãng có 400-500 ngàn à bà con. Ba mẹ còn không hiểu sao mà vẫn có nhiều người tin sái cổ luôn, hàng đó là hàng thiệt. À, rồi cái rồi mua nhiều lắm. Mà công nhận mà bây giờ ba mẹ còn nói thật chứ không biết họ nhập hàng từ đâu mà nó nhái, mà nhái như thiệt luôn bà con. Nhái mà coi như là không phân biệt được hàng thiệt cái hàng giả luôn. Ừ. Nhưng mà đối với ba mẹ cậu là mấy cái nghề này nó nghề này thật ra nó buôn bán như này mình, thật ra con đường mấy người này làm giàu lẹ lắm bà con. Họ giàu lẹ lắm, mua 1 mà bán lời 10 không đó bà con. Tại vì sao? Hàng thiệt cái hàng giả, họ bán hàng giả mà họ nói hàng thiệt cái này, họ sống bằng cái nghề này. Ba mẹ cậu thấy không biết họ lương tâm của họ có gắn rứt hay không đó. họ cầm cái đồng tiền mà những người dân người ta đi lao động, người ta đi mua nhầm, phải nhầm cái đó. Nếu thật sự ba Michael nói thật chứ ba Michael mà mua nhầm cái đó mình về mình tức lắm. Mình nghĩ đó, mình mua được cái hàng sale, cái đợt nào nó sale nó giảm giá, tại vì hầu như họ đâu có nói là cái hàng giả đâu hả. Họ bán hàng xịn, nhưng mà họ cái em sale sập sàn, em sale sập sàn, ai like chim ai share cho em là em sale cho người đó. Cái này ở ngoài thị trường 2 triệu, hôm nay ai like ai share mà được bao nhiêu like rồi gì đó em sale cho 200 ngàn. Trời ơi thay phiên nhau mà like mà share, trời ơi. Rồi xong mua về không phải tức ói máu luôn hả chứ. Ba Michael nói cái mấy cái nghề đó rồi không biết nghề sống vậy, họ làm giàu vậy không biết lương tâm họ có cắn rứt không mà con. Chứ ba Michael nói thật chứ ba Michael mà ăn mấy cái tiền đó ba Michael ăn cũng không nổi nữa, thiệt á. Mình cầm cái đồng tiền đó nhưng mà người xung quanh mình nó cứ rủa mình không thì mình ngóc đầu sao nổi mà con. Đây là đường Pasteur này với đường Lý Tự Trọng nè, hồi xưa đường Gia Long với Pasteur. Đường Pasteur này hồi một thời gian là nó đổi tên lại là đường hình như nó đổi tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai á. Ba Michael nhớ không rõ lắm nhưng mà ba Michael nhớ thập niên 80 nó có mang tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là Sở Giao thông Vận tải nè. Nói cái chuyện mà ba Michael đi ăn uống thôi mà bị người ta nói tới nói lui không là ba Michael cũng cảm thấy nó khó chịu rồi. Chứ đừng có huống chi mà những cái người này họ cầm những cái đồng tiền đó, họ bán người ta, đương nhiên người ta mua về người ta biết xong biết. Họ biết bị lừa là họ chửi rồi, họ rủa rồi. Bán đồ lừa đảo, đồ sống tán tận lương tâm. Đó. Thì họ sơ thổi thiệt với bà con cô bác, mà con cô bác cầm cái đồng tiền mà con cô bác xài mà bị người ta rủa như vậy bà con cô bác chịu nổi không? Ba Michael không biết bà con của bác sao chứ ba Michael chịu không nổi. Ba Michael khó chịu lắm. Nội chuyện mà ba Michael làm YouTube thôi mà nhiều người mà ý kiến ra vô không là ba Michael cũng chịu không nổi. Khó chịu lắm. Đây hồi xưa là công viên Chi Lăng nè. Ở đây có cái đài nè bà con, hồi xưa ở đây có cái đài màu trắng trắng là để thường hay nơi mà để biểu diễn á. Kèn trống, đội trống gì đó, biểu diễn kèn á, ra đó biểu diễn hàng tuần. Rồi đây cà phê chùa nè, rồi hãng dược La Thành ở đây nè, rồi nhà sách Xuân Thu nè, rồi tới đây là tiệm bánh Givan nè. Ở Sài Gòn bắt đầu mấy cái dịp này là người ta trang hoàng, người ta chơi vui lắm bà con. Ngày nào mình cũng đi ra ngoài đây để mình ngắm Sài Gòn đó, chụp hình, chạy xe. Bà con có bác thấy không, hôm nay mặc áo màu đỏ. Bây giờ có một cái dịch vụ là ở Việt Nam mình là có các cô gái trẻ đẹp như là chạy xe gắn máy chở các Việt kiều để đi tour dạo bằng xe gắn máy nha bà con. Có nha bà con, để bữa nào ba Michael thử nghiên cứu coi là những cái tour đó là bao nhiêu tiền. Là giống như ba Michael này giờ chạy xe gắn máy nè, rồi Việt kiều mà về nước mà đi ngồi trên xe của ba Michael á là cứ một buổi vậy là bao nhiêu tiền, để bữa nào ba Michael nghiên cứu coi nhiêu. Rồi trên đường đi á, Việt kiều mà có không biết cái gì á gì đó bắt đầu sẽ nói giống như này hồi xưa là như thế nào, đường Mạc Thị Bưởi này là đường Nguyễn Văn Thinh nè. Chà, cái nghề này ba Michael làm được rồi nha. Nhưng mà chắc không ai mướn ba Michael đâu. Tại vì bà con có thấy không, mấy cái cô đó mà để mặc áo cam á, mấy cô đó thì trẻ đẹp đó. Người ta thích người trẻ, người đẹp chứ ai thích như ông già như ba Michael. Đây là tòa Hòa Giải nè. Đây có cái cây cột đèn. khách sạn Hotca. Đây là cà phê Xiao nè. Cuối năm mày còn thấy khách Tây bắt đầu họ đi du lịch Việt Nam cũng nhiều rồi nè bà con. Đó. Đây đó, hồi xưa bên đó là công viên Đống Đa. Ở đây là bùng binh 4 cây liễu nè, bùng binh bồng kèn. Đây là bùng binh đầu tiên ở Việt Nam luôn đó bà con. Okay. Đây là khách sạn Red nè, hồi xưa đó là cái hãng showroom xe. Bên tay phải bà Michael đây nào, xưa là có hủ tiếu Phạm Thị Trước. Căn này nè. Bên đó hồi xưa đó là bưu điện Quận Nhất đó bà con. À, còn dãy bên đây. Căn này hồi xưa là tiệm cắt tóc Mô Đạt. Đó, bây giờ thì có người thuê rồi đó, cho Minh Xuân gì đó, trong tháng 12. Rồi đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây, Sài Gòn que nè, rồi đây cũng là từng coi như là nổi tiếng bán hàng giả. Không ai dám buôn bán luôn lúc mà cái đợt mà quản lý thị trường đi kiểm tra. Đoạn đường chúng ta đang đi là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hồi xưa là Công Lý. Bên tay trái này là Bộ Công Chánh. Đường này đường Huỳnh Thúc Kháng nè. Đường này là đường Hàm Nghi. Hồi xưa đường Hàm Nghi này có cái đường này xe lửa đây nè bà con. Đi từ Đức Cảng quận 4 á, đi về Hòa Hưng, đi ngang qua đường Hàm Nghi nè. Rồi trước mặt bà con bác con đường này đường Nguyễn Thái Bình. Đường Nguyễn Thái Bình này á, hồi xưa là đường Nguyễn Văn Sâm. Đường này là đường phố cổ, là phố Lê Công Kiều nè, hay còn gọi là phố Kiều. Nhà hát Bông Sen này hình như là hồi xưa là nhà rạp Kim Châu. Ở đây là nhiều xe đi ra Vũng Tàu lắm. Đây có thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình, nơi đây hình như là xưa là của gia đình chú Quả. À, nhà của chú Quả xưa ở đây nè bà con. À. Bây giờ là bảo tàng mỹ thuật. Rồi đây là đường Canh Mét, hồi xưa đây có bà bán bánh bột ngon lắm buổi chiều. Ngay đây nè, có thời gian bà đổ vào đây bà bán. Phở Phú Vương. Phở Phú Vương nằm ngay Lê Văn Sĩ. Đây trước mặt bà con cô bác đây nè, hồi xưa đó là Bốt Cảnh Sát Quận Nhì đó bà con. Bốt Cảnh Sát Quận Nhì là xưa ở đây. Hồi xưa mà chỉ huy trưởng của Bốt Cảnh Sát Quận Nhì này là phải cấp phải từ trung tá đó bà con. Ở đây là khu này khu chợ dân sinh. Con đường này đường Phan Văn Trường nè. Đường Phan Văn Trường này đây có hai cái trường. Bên tay trái này hồi xưa là trường Bồ Đề nè bà con. Còn bên tay phải này là cái trường của bên Công giáo. Hồi xưa đây có cái trường luôn nha. Ở đây là nhà thờ Thánh An Tôm nè. Nhà thờ Thánh An Tôm này hồi xưa từng là trụ sở của Thanh Sinh Công đó bà con. Bên đây là trường của bên Công giáo. Bên đây trường của Phật giáo. Trường này trường Phật giáo nè. Còn bên đây là trường này là trường của Công giáo. Hồi xưa trước năm 75 hình như nó có một cái tên nữa là tu viện Phan Sinh đó bà con. Ôi trời ơi. Rồi cho ép con Miguel lên đây luôn. Tu viện Francisco. Rồi đó dọc dọc ở đây nè bà con. Ngay đây nè là bán mấy cái dừa trái cây. Đó ngay chỗ ba Miguel đang chạy luôn nè, ngay chỗ kế bên cái nhà thờ luôn nè. Mấy cái dừa trái cây bán ra ngoài đây luôn nè. Hồi đó ngay góc này như là bán đu đủ nè, bán dưa hấu nè. Ba mẹ gọi chuyên gia là hồi đó là chạy xích lô qua đây. Rồi mua mấy cái trái đu đủ mà người ta dập đó bà con. Rồi dập cái bắt đầu nó dạt cái đầu, dạt cái đuôi. Nói chung là phần nào dập là dạt hết. Rồi sau đó cái họ cắt ra, họ đưa cho mình cái muỗng. Đó là ngồi ăn. Leo xích lô ngồi ăn. Đây là chợ Cầu Muối. Hồi xưa chợ Cầu Muối này là chợ lúc nào cũng nhộn nhịp lắm nha bà con. Khu chợ Cầu Muối này xưa nhộn nhịp lắm, hai bên là bán trái cây nhiều lắm. Mấy cái dừa. Mà nhiều nhất là nằm dãy bên đây nè. Còn ở đây là trường Minh Đức. Trường Minh Đức này là của người Tàu. Hồi xưa ở đây có bãi đậu xe nè. Đường này đường Cô Bắc. Đây là trường Bồ Đề nè. Hình như là trường này hồi xưa là của giáo sư Khuê. Sau này bán lại cho bên Phật giáo. Rồi đường này đường Cô Giang nè. Đó, đây khu này đó gọi là chợ Cầu Muối. Đó đây là cái đạp hát nè. đây có xe nước mía này không? Xe nước mía này, bán cái xe này là từ thời ông Bảo Đại đó. Rồi mình vô đây, con đường Đề 8 với Cô Giang. Hồi xưa bắt đầu từ đây là có một cái chợ. Chợ này người ta gọi là chợ Cô Giang. Bây giờ thành một cái chung cư của Novaland rồi. Và bên tay trái này hồi xưa đó là hãng thuốc lá Pasteur. Bây giờ nó là một cái hãng sửa xe Mitsubishi. Mấy cái chữa bảo dưỡng mà sửa chữa gì đó. Còn đây là trường Lương Thế Vinh. Ông ơi, Tổ đình Linh Sơn chứ. Ở đây cái chùa. Chùa này nổi tiếng lắm. Đường này đường Nguyễn Khắc Nhu. Hồi đó ngay đây có cái bà bán cháo lòng. Thỉnh thoảng bà Michael cũng cầm cái cầm mên đó đi ra đây mua. Con đường hẻm đó là qua bên đường Trần Đình Xu á. Hẻm nó nhỏ và khó đi lắm. Con đường này là đường Hồ Hảo Hớn nè. Hồ Hảo Hớn này hồi đó là đường Huỳnh Quang Tiên. Mình ra đây, hồi đó đây ngay đây có cái cây cầu Rạch Bừng nè con, ngay đây luôn cầu Rạch Bừng đó, bên tay phải bà Michael đây là có cái Rạch Bừng nè. Bây giờ chắc Rạch Bừng người ta lấp rồi đó. Đó đây có cái cầu Rạch Bừng. Con đường này hồi đó người ta gọi là bến Trương Dương. Nơi đây sắp sửa xây một cái cây cầu mấy ngàn tỷ nè con, cây cầu Nguyễn Khoái đó, đi từ Trần Đình Xu đi qua quận 7 luôn. Không biết chừng nào làm nhưng mà mấy ngàn tỷ luôn nha bà con. Cái cầu này người ta gọi là cầu Cạn. Rồi tới đây đường Trần Đình Xu nè, hồi xưa là Phát Diệm. Thôi chắc video nó cũng đã dài rồi. Ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.